16, bây giờ là 12 giờ kém 5 trong chương trình một giờ lượng đạo. Giống như bữa nay là lần thứ ba tôi mời tất cả Phật tử hiện diện ở trong chùa Tầm Quyên ở thành phố Đền Tần chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chương trình một giờ lượng đạo của ngày hôm nay và phần thứ ba có những cái đề tài rất là quan trọng, nó có ảnh hưởng đến cái sự thịnh suy của Phật giáo. Bây giờ tôi từng tự tôi xem đem đây giải quyết. Hôm nay có những cái mà quý vị phải để ý, nó có ảnh hưởng tới cái pháp môn tịnh độ, mà không hẳn là tịnh độ mà có nhiều pháp môn đều bị hết. Có một vị thầy ở Việt Nam bắt đầu, để tôi coi, tôi từng tự tôi lấy những cái mà những câu hỏi nào mà quan trọng nhất tôi đưa vô trước. Tôi sẽ nói về cái vấn đề mà một cái vị thầy, ông ở bên đại khái là ở Việt Nam, rồi ông giảng, ông nương vào cái kinh mà lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mà ông hầu như là ông phỉ báng tất cả các vị hòa thượng đạo cao đức trọng đang giảng kinh, ông phỉ báng hết. Và bây giờ tôi mời quý vị nghe cái câu hỏi này, tại hôm tôi highlight rồi tôi nhận được, tôi rất là bức xúc. Tôi nói là cái này nếu mà để cho cái này mà không có người nào mà lên tiếng thì nó sẽ hại rất nhiều. Hỏi kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, có một vấn đề con rất là trăn trở, con không có biết nên đem vấn đề này ra hay không. Nguyên nhân là sau khi con đi tham dự một pháp tu ở Việt Nam, tại vì ông này, cái vị Phật tử này vẫn còn ở Việt Nam, mà vị thầy nó còn ở Việt Nam, xin cho con tạm không nói tên cái vị thầy này. Con tham dự cái pháp tu tại Việt Nam, mà con cũng hiện đang ở Việt Nam, có một vị thầy giảng pháp như vậy làm con hoang mang, buộc xin Thượng Tọa từ bi khai thị. Vị thầy đó nói trong kinh Phật sắp nhập Niết Bàn, ngài có dạy 1250 vị đại đệ tử và rất hàng trăm ngàn các cận sự nam cận sự nữ như sau: này các tỳ kheo, này các tỳ kheo ni, này các cận sự nam, này các cận sự nữ, các con hãy tự làm ngọn đuốc để soi sáng cho các con. Các con không nên lệ thuộc vào bất cứ ai. Những lời giảng huấn của ta sẽ làm ngọn đuốc dẫn đường cho các con, làm nơi nương tựa cho các con, và các con không cần phải lệ thuộc thêm vào những lời giảng huấn nào nữa. Và vị thầy này đem bản dĩa của nhiều vị hòa thượng đạo cao đức trọng ra đốt trước mặt con và rất đông đệ tử của pháp tu này. Các băng dĩa bị đốt, con nhìn thấy có băng dĩa các hòa thượng như sau: thứ nhất, hòa thượng Tịnh Không; thứ hai, hòa thượng Thanh Từ; thứ ba, hòa thượng Tiên Hóa; thứ tư, hòa thượng Nhất Hạnh; thứ năm, tất cả các vị giảng sư nào nổi tiếng mà giảng băng vị thầy này đều đem đốt, và trong đó có luôn của băng giảng của Thượng Tọa Thích Thông Lai. Nếu bỏ tôi được thì không có được, phải có tôi vô thì tôi mới có chuyện để mà làm ăn chứ. Thì còn cái chuyện của người ta bắt mới về tới tôi, phải không? Tôi cảm ơn. Nếu mà ông quên tôi là cũng kẹt lắm. Ông mà quên tôi á, chẳng khác nào đó, tôi lại là cá mẹ lưới với tên này sao? Phải không? Cảm ơn ông đã bỏ tên tôi vào đây. Khi đó có một vị Phật tử thấy vị thầy này giảng là làm việc kỳ lạ, này liền hỏi: như vậy thầy không muốn chúng con nghe băng giảng của tất cả các thầy khác, các vị hòa thượng khác, thì chẳng lẽ chỉ nghe duy nhất băng giảng của thầy phải không? Vị thầy đó trầm ngâm rồi nói: phải rồi, và chúng con yêu cầu thầy giảng pháp xem có cao siêu hơn các vị hòa thượng mà thầy vừa đốt băng hay không. Thì vị thầy này nói: tôi chỉ giảng bài kinh vô tự mà thôi.
Hỏi tại sao mà thầy giảng bài kinh này quý vị không thấy coi cái phim mà Tây Tạng đi thỉnh kinh không? Quý vị có thấy cái đoạn mà lúc mà cuối cùng quý vị thấy là ngài A Nan đi qua thính Phật không? Có cái đoạn đó không? Quý vị nhớ không? Tôi thì tôi không coi cái phim đó, nhưng mà ông thầy này ông nói cái phim mà Tề Thiên Đại Thánh có không? Và A Nan qua Đức Phật rồi cuối cùng lại đi giảng kinh mà gánh cái kinh không có chữ nào hết á, mà kinh vô tự. Ông nói như vậy, sau khóa tu này tất cả người tham dự đều hoang mang. Xin thầy khai thị cho chúng con tại sao vị thầy này không sợ tội mà làm chuyện phá đạo như vậy. Khi đó con mới đặt câu hỏi với vị thầy này như sau: nếu thầy căn cứ vào lời giảng giải cuối cùng của Đức Phật lúc sắp nhập Niết Bàn, thì kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, Đức Phật giảng để làm gì? Vị thầy đó nói giảng là để dạy cho học trò mẫu giáo đệ tử Phật lúc ngài mới vừa ra hoằng pháp, và lúc ngài sắp nhập diệt ngài dạy cho học trò đại học. Cho nên các con không nên tôn ai làm thầy dù là một vị Phật. Khi vị thầy này giảng đến đó, 80% Phật tử rời chánh điện bỏ pháp hội, còn lại 20% Phật tử ở lại, trong đó có con để đặt câu hỏi. Như vậy thầy có kính trọng Phật Di Đà, kính trọng Phật Dược Sư, kính trọng Bồ Tát Quan Âm, kính trọng Bồ Tát Địa Tạng hay không? Thầy có lại lại cái gì như này không? Ông thầy này nói không. Và con hỏi thầy có tin pháp môn niệm Phật để được giảng sanh hay không? Vị thầy này nói đã bảo không tin pháp môn nào cả, chỉ tin vào chính sức tu của mình mà thôi, đúng như lời kinh Phật dặn lời cuối cùng. Sau đó ông ta còn phát ra bản copy kinh lời dặn dò của Đức Phật và bảo xem đi sẽ biết. Cái bản này đã in ra và ông chỉ cho tôi lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật. Giờ tôi thấy highlight, quý vị thấy không đó? Quý vị thấy không, đó là ông in ra luôn. Con mong thượng tọa khai thị giúp con qua khỏi cơn khủng hoảng niềm tin này. Mỗi hoạt xin nhắc lại vị thầy này còn ở Việt Nam và cho con miễn nói tên vì con cũng còn ở tại Việt Nam. Ông thầy này ông nói nghe đầu thì đúng lắm, mà quý vị thấy nó đúng chỗ nào mà nó sai chỗ nào vậy? Vũ Trung, rõ ràng cái lời kinh này đúng, xác nhận tôi đọc lại lời kinh quý vị nghe nha, muốn nghe không? Phải đọc cái đoạn này ông trích ra nè, ông sao đâu quý vị thấy không nè? Lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật có không? Tức là ông lấy có mấy sức bây giờ lắng nghe nha, coi ông nói cái gì rồi mình coi ông hiểu thế nào. Nghe thì mới nghe qua thì thấy ông luận lý rất là hay, thành ra người ta không có nói được, mà cuối cùng ông nói là bài kinh vô tự, phải không? Ông đốt hết kinh của tất cả các vị đạo cao đức trọng ở Việt Nam và tại Hoa Kỳ, phải không? Lời dặn dò của Đức Phật, ông để xin hãy lắng lòng nghe, chiêm nghiệm và thực hành những lời cuối cùng của Đức Phật. Thật ra Phật đã đau yếu từ 3 tháng trước và đã khởi sự dặn dò người đệ tử thân cận nhất là A Nan Đà. Phật bảo A Nan Đà tập hợp các đệ tử để nghe giảng và thông báo trước sự tịch diệt của mình. Lúc đó Phật đã 80 tuổi. Đức Phật đã được 80 tuổi. Trong những tháng cuối cùng, Phật đã bệnh và gầy còm mệt mỏi nhưng vẫn đi thuyết giảng như thường, tuy không còn đi xa được nữa. A Nan Đà xin Phật hãy tịnh dưỡng trong những ngày còn lại, nhưng ngài khoát tay và bảo rằng: thân ta tuy có kém mạnh khỏe, nhưng lòng từ bi của ta, trí sáng suốt của ta không bao giờ bị kém sút. Ta còn tại thế ngày nào thì ngày ấy không phải là một ngày vô ích. Trong một khu rừng cạnh thị trấn Kauthina, ngày nay có một thị trấn nhỏ tên là Kasia, cách 50 cây số về phía đông tỉnh Gorakhpur và cách 150 km về phía đông bắc của thành Varasani. Phật nằm nghỉ giữa hai gốc cây sala, ngài tự gấp áo cà sa làm bốn rồi nằm nghiêng về phía tay phải, đầu hướng về phía bắc, mặt hướng về phía tây, hai chân duỗi thẳng, chân này gác lên chân kia. Sau đó Phật ngỏ những lời cuối cùng với các vị đệ tử và nhắc lại một lần nữa tầm quan trọng của đạo Phật. Phật nhắc nhở các đệ tử phải hiểu rằng vị thầy của họ không phải là một nhân vật nào cả, dù đó là Phật. Vị thầy đích thực của họ chính là chánh pháp, đạo pháp. Phật cất tiếng và nhắn nhủ các đệ tử đang ngồi chung quanh ngài như thế này: này các tỳ kheo, này các đồ đệ,
các con hãy tự làm đuốc sáng để soi sáng cho các con. Hãy trông cậy vào chính sức mạnh của các con, không nên lệ thuộc vào bất cứ ai. Những lời giáo huấn của ta sẽ làm ngọn đuốc dẫn đường cho các con, làm nơi nương tựa cho các con trong đời này và đời mặt pháp. Không cần phải lệ thuộc thêm vào những lời giáo huấn của bất cứ người nào khác nữa. Hãy nhìn vào thân xác các con sẽ thấy cái thân xác đó nó ô uế biết chừng nào. Khi các con hiểu được rằng lạc thú dẫn đau đớn của thân xác cũng chỉ là cội nguồn chung của đau khổ. Khi hiểu được như thế, các con sẽ không thể nào tự buông lỏng cho dục vọng chi phối các con. Hãy nhìn vào tâm thức các con sẽ thấy cái tâm thức đó biến dạng không ngừng. Vì thế các con sẽ không thể nào tự buông rơi vào chính những ảo giác của tâm thức để rồi tự duy trì những kiêu căng và ích kỷ do tâm thức tạo ra. Nhất là khi các con đã hiểu rằng những xúc cảm đó nhất định chỉ mang đến đau khổ mà thôi. Hãy nhìn vào tất cả các vật thể xung quanh xem có vật thể nào trường tồn mãi hay chăng? Có vật thể nào không phải là những câu hợp sinh ra hay không? Tất cả sẽ gãy nát, tan rã và phân tán. Các con chớ sợ hãi khi nhận thấy khổ đau cùng khắp mọi nơi. Hãy noi gương những lời giáo huấn của ta, kể cả sau khi ta đã nhập diệt. Như thế các con sẽ loại bỏ được đau khổ, thật vậy. Cứ noi theo những lời giáo huấn của ta rồi nhất định các con sẽ trở thành những đồ đệ thật sự của ta. Này các đệ tử của ta, này các tỳ kheo, những lời giáo huấn ta giảng cho các con đừng bao giờ quên, đừng bao giờ để cho mai một đi, phải bảo tồn những lời giáo huấn ấy, đem ra nghiên cứu và thực hành. Nếu theo đúng những lời giáo huấn ấy, các con sẽ đạt được an vui. Những gì hệ trọng nhất trong lời giáo huấn của ta là các con phải kiểm soát được tâm ý của các con, hãy gạt bỏ mọi sự thèm muốn và giữ cho thân xác đứng thẳng. Tâm thức tinh khiết và ngôn từ chân thật. Nếu các con biết tự nhắc nhở là cuộc sống của các con chỉ là tạm bợ, các con sẽ đủ khả năng loại bỏ mọi thèm khát và hung dữ đưa đến khổ đau. Nếu các con nhận ra được là tâm thức các con đang có xu hướng bám víu hay dứt mắc vào ham muốn, các con phải gạt bỏ ngay sự ham muốn và nhận đứng sự cám dỗ đó. Các con phải làm chủ được tâm thức các con. Tâm thức có khả năng biến một con người thành một vị Phật hay biến con người thành một con thú. Khi rơi vào sự lầm lẫn, ta có thể trở thành quỷ dữ, nhưng khi giác ngộ ta sẽ thành Phật. Vì thế các con phải kiểm soát lấy tâm thức các con và không đi lạc ra ngoài con đường chánh đạo. Để có thể giữ đúng như lời giáo huấn của ta, các con hãy kính trọng lẫn nhau và đừng cãi vã. Đừng bắt chước như nước với dầu xô đẩy lẫn nhau, hãy bắt chước như nước với sữa có thể hoàn toàn hòa hợp với nhau. Hãy cùng nhau nghiên cứu với nhau, cùng giảng giải cho nhau, thực hành với nhau. Không nên phí phạm tâm thức của các con và thời giờ của các con trong sự cãi vã hay lười biếng. Hãy hân hoan đón nhận hoa thơm của giác ngộ vào lúc ra hoa và hái lấy quả ngọt trên đường ngay thật. Những lời giáo huấn của ta ban cho các con là do nơi kinh nghiệm của chính ta và chính ta đã noi theo con đường đó. Các con nên tuân thủ những lời giáo huấn ấy và giữ đúng như thế, dù phải gặp hoàn cảnh khó khăn nào. Các con đừng bao giờ sao lãng lời nhắn nhủ này, có nghĩa là các con chưa hề gặp được ta. Các con thật sự còn đang ở một nơi nào thật xa, dù cho trong lúc này đây các con đang ngồi bên cạnh ta cũng vậy, không nghe lời giáo huấn của ta thì con dù có ngồi cạnh cũng xa ta ngàn dặm. Nhưng mà chúng sanh đời mặt pháp sau này, dù họ xa ta ngàn năm, nhưng mà họ làm theo lời ta, họ cũng đang gần ta. Nhưng ngược lại, các con chấp nhận và đem ra thực hành những lời giáo huấn của ta, thì dù cho các con ở thật xa, ở tận tận cùng của một thế giới, nhưng cũng giống như các con đang ngồi cạnh ta trong lúc này không khác. Hỡi các đệ tử, hỡi các đồ đệ, hỡi các tỳ kheo, hỡi các vị cận sự nam, cận sự nữ, phút cuối cùng của ta đã gần kề, phút xa lìa giữa ta và các con không còn bao lâu nữa. Tuy nhiên các con không nên than khóc, sự sống là một sự đổi thay không ngừng và không có gì cản trở được sự tan rã của xác thân. Cái thực sự đó ta đang chứng minh cho các con thấy ngay trên thân xác của ta. Thân xác ta sẽ tan rã như một cỗ xe hư nát. Đừng than khóc một cách vô ích, trái lại các con phải hân hoan khi nhận ra được cái quy luật biến đổi ấy và hiểu được rằng sự sống của con người chỉ là trống không mà thôi. Đừng cố gắng duy trì cái khát vọng phi lý, mong muốn những gì tạm bợ phải nhất định trở thành trường tồn, không bao giờ được. Con quỷ của những dục vọng thế tục luôn luôn tìm cách đánh lừa tâm thức các con. Nếu có một con rắn độc trong phòng, các con sẽ không thể nào ngủ yên nếu chưa đuổi nó được ra ngoài. Các con phải cắt đứt những mối dây ràng buộc của thèm khát thế tục.
và dứt bỏ những mối dây đó, như các con đã đuổi bỏ con rắn độc ra khỏi phòng. Các con phải bảo vệ thật cẩn thận tâm thức các con. Này các đệ tử, này các tỳ kheo, này các môn đệ, xuất gia và tại gia của ta, giây phút cuối cùng của ta đã đến. Tuy vậy các con phải hiểu rằng cái chết chỉ là sự tan rã của xác thân và vật chất mà thôi. Thân xác được cha mẹ sinh ra, nó lớn lên nhờ thức ăn, nó không có cách gì tránh khỏi bệnh tật và cái chết. Một vị Phật đích thực không mang thân xác con người, mà vỏn vẹn chỉ là sự giác ngộ. Chỉ có sự giác ngộ mà thôi, thân xác con người phải tiêu tan, nhưng trí huệ của giác ngộ sẽ trường tồn vô tận không thực thể. Trong thực thể của đạo Pháp, trên con đường tu tập đạo Pháp, nếu có ai chỉ thấy thân xác ta, thì chị ấy không thấy ta một cách thực sự. Chỉ có người nào chấp nhận những lời giáo huấn của ta, làm theo lời giáo huấn của ta, mới thật sự nhìn thấy ta. Sau khi ta nhập diệt, đạo Pháp ta thay ta làm thầy, kinh điển của ta thay ta làm thầy, giới lực của ta làm thầy cho các con. Biết nêu thôi đạo Pháp, ấy chính là cách các con tỏ lòng trung thành với ta. Trong 49 năm sau cùng trong cuộc đời của ta, ta không hề giấu giếm điều gì trong những lời giáo huấn. Chẳng có một lời giáo huấn nào bí mật, không có một lời nào mang ẩn ý. Tất cả những lời giảng của ta đều được đưa ra một cách ngay thật và minh bạch. Này các con yêu quý của ta, đây là giây phút chấm dứt. Trong một khoảnh khắc nữa ta sẽ nhập vào Niết Bàn. Những lời này là những lời dặn dò cuối cùng của ta cho các con. Người chấp lại những lời này của Phật xin chấp tay mong rằng, vì Phật chúng ta hãy đọc lại những lời nhắn nhủ trên đây thêm một lần. Vì tất cả chúng sanh, vì sự đau khổ của muôn loài, chúng ta đọc thêm một lần nữa. Để gửi đến từng đơn vị nhỏ nhoi của sự sống, chúng ta lại đọc thêm một lần nữa. Đọc thêm một lần nữa, chúng ta nguyện sẽ đọc lên và đọc lên cho từng chúng sanh một. Ta đọc cho đến khi nào những lời dặn dò trên đây của Phật trở thành những lời dặn dò xuất phát từ chính trong tâm thức của ta, để nhắn nhủ cho chính ta, nhắn nhủ cho những người xung quanh ta, kể cả những kẻ sinh linh nhỏ nhoi nhất trong sự sống. Khi những lời nhắn nhủ chân thật và tràn đầy từ bi trên đây của Phật trở thành làn hơi thở của chính ta, thì biết đâu lúc đấy chúng ta sẽ là một vị Phật. Ở đây đó là cái tài liệu này đó là do một cái vị Rinpoche họ dịch từ ở trong kinh tiếng Phạn, họ soạn theo cái tại một cái giáo sư triết học người Pháp, ông lấy từ trong cái hội triết học quốc tế. Mà cái bài giảng này đó là tài liệu của là Bokiyo Denko Kiyokai, tức là cái này trụ sở nó đặt tại là Buddhism ở tại Nhật Bản, Tokyo. Thành ra khi ông thầy này ông đưa cái đề tài này ra nói, quý vị nghe, tự mình thắp đốt lên mà đi, không nghe một cái lời giảng huấn nào khác, ta giảng đã đủ rồi, không nghe ai nữa. Quý vị nghe trong này, quý vị dùng trí huệ để thấy. Tại vì khi nghe cái này xong á, tôi mới bắn thêm được một số những người mà đã giữ trong này, họ bắn thêm mấy cái mail nữa. Hầu như là họ nói con nghe cái này rồi, con sẽ bỏ đạo, con tự con làm, vì Phật nói không có vị Phật nào nữa hết, thấy không? Như vậy phỉ bán tất cả Phật Thích Ca, phỉ bán Phật Di Đà, phỉ bán hết tất cả các vị Bồ Tát, phỉ bán tất cả những cái này, quý vị thấy rõ. Bởi vì Phật nói y kinh diễn nghĩa mà tam thế Phật quang. Tại vì mình nó phải diễn bằng cái trí huệ của mình đó, mà ta nói nhiệt tình đó, mà cộng với ngu dốt, thành ra gì? Phá hoại. Quý vị thấy cái ông thầy này đó, ông đem đúng, nhưng mà ông chưa hiểu tới nơi tới chốn, ông dạy ra thành ra là phá hoại đạo Phật đó quý vị. Ông những cái lời nói của ông đúng, ông in nghĩa này đúng, nhưng mà ông chưa tới đích, thành ra cái đó mới là bị bạc. Cái đó mới, ông không hiểu ý Phật muốn cái gì. Có khi ông hiểu rằng ông không có đủ sức để làm cho mọi người theo ông. Nếu mà không làm như vậy đó thì không nên làm. Bởi vậy mấy người cái theo quá ném đốt để em làm hướng theo ổng. Thành ra để bây giờ thì Vũ Trung, trong này Vũ Trung thấy có một cái sơ hở nào mà ông nói không có đúng không? Ông nói là tự mình đó, không có theo ai, cái đó là chắc. Tôi hỏi quý vị nha, bây giờ cái điểm đầu tiên á, quý vị biết tại sao mình có cái ngôi chùa này không? Tại sao mà tới 2600 năm mà mình vẫn có kinh điển không? Lưu truyền ở đây không? Là nhờ có các vị phàm phu tăng tiếp tục tụng kinh, tiếp tục giảng pháp, tiếp tục hoàn pháp. Nếu mà ai tất cả đều giống như cái lời ông này mà tất cả 1250 vị đại la hán mà Phật dặn dò họ làm theo cái này, mà làm theo cái tư tưởng mà bà dạy giống như ông thầy này, thì đạo Phật còn tới ngày nay không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ một cái điểm này không? Kêu là ăn cháo đá bát đó,
Thì giờ này làm gì có một cái ông thầy mà vô minh nó bậy nó bạ ngồi như vậy. Cho nên đối với thầy đó, quý vị thấy rõ, quý vị thấy rõ vì ngay lúc đó có nhiều người do cái bài kinh này họ nhập niết bàn ào ào, mà có mình ngài A Nan á là chưa chứng quả. Ngài A Nan là mới chứng cái trong bốn cái quả ngày xưa đó, mà trong 1250 vị A La Hán á là ngài chứng mới cái quả là sơ đoạn sơ quả Tu Đà Hoàng thôi. Mà ngày đó đó cái quả đó là cư sĩ nào gặp Phật nghe bài pháp cũng chứng được nữa. Mà ngài A Nan là thị giả của Phật mà mới chứng cái này. Vì chứng cái này cho nên ổng còn thương và ghét, cho nên ổng mới là khởi cái tâm từ bi để mà cứu độ. Trong khi đó những ông kia đó là chứng A La Hán hết rồi, thành trở thành là vô cảm. Bây giờ thầy nói không? Phải không? Bây giờ tôi nói rõ ràng lắm. Hiểu như ở đây là tôi xin, tôi là Phạm Phu Tăng, tôi không phải là cái ông thầy mà cứ đạo cao đức trọng, tôi là ông thầy cao bồi. Tôi có đầy đủ ông thầy không đòi về cực lạc, nhưng một phi đệ tử về cực lạc. Cho nên tôi không vô cảm với đất nước Việt Nam sắp bị mất về tại Trung Quốc. Còn tất cả bậc bậc đạo thượng kia là họ nó kệ nó con, cái nghiệp của dân mình nó con. Hồi đó đó dân mình đã không xóa sổ chiêm thành, chiếm đất của Thủy Chân Lạp, cướp đất của Campuchia, thành bây giờ mình trả cái quả, phải không? Phải không? Thành ra nghe nó cũng bùi tai lắm, nhưng mà tôi không chịu cái vậy vì tôi chưa chứng quả. Mấy ông đấy chứng quả rồi thì mấy ông vô cảm đi, phải không? Tôi không phải loại đó, tôi là cái loại giống như ngài A Nan. À, tôi phải biết thương biết cảm trước những cái gì của dân tộc tôi. Bây giờ tôi nói rõ, bây giờ nè, để tôi nói rõ quý vị nè. Bây giờ trong cái này con nói đi cô Vũ Hoàng. Thôi làm dạng như vậy, bởi vì tôi nói đây ông thầy này ông hiểu đúng, ông dùng bài kinh vô tự đúng, nhưng mà nếu quả thật á thầy làm cái chùa nha. Bây giờ tôi nói lại đây, tụng bài kinh vô tự, ngồi đứa nào vô tự hết, được không? Rồi tôi nói không có Phật nào hết, không có, tôi làm cái chùa không có hình tượng gì hết nha. Quý vị lại cái gì? Hả? Rồi quý vị nghĩ như vậy, nói thì hay lắm, nhưng mà hỏi ông thầy này để coi ông chết rồi, ông có méo miệng, có quơ tay, quơ chân không? Cái đó rồi ông sẽ biết mùi, hả? Tôi nói thật, tôi không sợ mất giớp, tôi không sợ mất chùa, tôi không sợ mất tín đồ. Mà cái đáng sợ nhất là tôi sợ lúc chết không được chết, sống không được sống. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ quý vị đặt lại một câu đi. Hả? Bữa nay sao ba tôi không có đây con? Có nhiều người ngồi nói thầy, con theo thầy mấy năm nay rồi con phải đi chỗ khác dạy gì. Ở đây thầy không có dạy gì hết nữa. Cần gì dạy? Ba Hàm Tiên dạy rồi, không ba Tiên dạy gì đâu. Cái hình ảnh của ba Hàm Tiên, một người hùng có quân lực biệt động quân, một sĩ quan ở tù qua đây, đem vợ đem con qua đây theo diện HO. Nhưng mà mấy bữa nay tại sao ổng đem nó vô đây? Thì tôi nói ổng ngồi đây nè, ổng ngồi đến nỗi đuổi ruồi không bay. Hả? Rồi bây giờ cái đó, hình ảnh đó quý vị có sẽ trở thành như ổng không? Có thể mà. Hả? Bây giờ thấy không? Như vậy á, ông Sơn nè, ổng có chắc ông ngon hơn ba Hàm Tiên không? Chưa chắc à? Thấy không? Tôi hỏi chú Nga, chú Nga dám chắc chú ngon hơn ba Hàm Tiên không? Chưa chắc à? Thấy không? Tiên, Minh Hội đâu mất rồi, kêu nó vô đây. Bây giờ con Diệu Phổ đi đâu là néo vài bữa mình hỏi mà nằm éo éo nằm ở đây rồi Diệu Phổ đi qua nó xí cái nữa à, nó đâu có ghen tương nữa. Đấy. Cho nên quý vị hãy nhìn cái bài học của ba Hàm Tiên mà thấy đó hả à, ai sẽ là người ba Hàm Tiên có cái phước là còn có tiên này, tiên ẩm, tiên bồng, tiên thay tả, tiên tắm rửa, phải không? Rõ ràng trong ngày tiên nó có cái phước đó quý vị. Quý vị thấy rõ ràng không? Hồi đó nó nói con làm kỹ sư, tại sao mà con bị lấy ớt, con học kỹ sư mà giờ y tá. Thật ra đó, nó nhờ cái công đức mà nó lo cho ba nó. Quý vị thấy rõ không? Nó đi mua nhà với dược phẩm nó lựa cái nhà là kêu là nhà tiệt chế. Coi như là nhà mới biểu hôn. Trời ơi, lúc đó đi mua đó, dược phẩm nói trời ơi, mua nhà tiệt chế. Manufacture home là cái nhà nó không có giá trị. Chỉ thấy cái trong đẹp mà đâu có biết ở ngoài là sao. Rồi lúc cuộc này đó, Diệu Phẩm nó đẩy nó đi mua cái nhà. Lúc nó mua bao nhiêu tiền con? 240 mà Diệu Phẩm là nó không cho mua cái nhà kia, mà vợ con phải mua cái nhà tiền chế. Men phát trường không? Rốt cuộc rồi mua cái nhà 240, bây giờ cái nhà trên thị trường bao nhiêu con? 400 hơn, có người nói tiền không làm gì sao mà có phước. Trời ơi, nó ẩm rửa ba nó là có phước nữa con. Nhờ đó mà nó từ đó nó kiếm giúp được rồi, giúp ngày, giúp đêm, y tá. Cho nên cái hình, cái phước nó đến. Bây giờ lời lưỡng trăm mấy chục ngàn, phải không quý vị? Không? Tính ra đó,
là thay tả đó, chính phủ trả giờ có 10 đồng, 15 đồng nhưng mà đâu có bằng là cái phước đức nó trả đâu. Quý vị thấy rõ chưa? Mà trong khi đó quý vị nhìn rõ, bởi vì tôi nói cái hình ảnh của, bây giờ quý vị ngồi ha, ngày qua hành tâm ở đây tôi nói là con khỏi cái tu gì hết, con quán lại coi. Khi mình bệnh như vậy ai sẽ là người? Bởi vì hồi đó có nhiều thằng nói chứ, khi tôi chết ai sẽ là người xây đống mộ, đống mộ nghĩa cái gì? Có cái câu đó không? Khi tôi chết ai là người xây đống mộ, cái gì? Dễ trái tim rỉ máu có một tên xẹt vô. Cảm nhiều lúc cậu đầu rồi. Bây giờ thầy kêu con là gì? Bây giờ con có pháp danh chưa con? Có rồi. Pháp danh gì? Vậy này là con là cư sĩ trọng. Tại vì con cậu đầu là ai cậu con? Cư yêu trọng. Thầy mới kêu cư sĩ trọng. Bởi tôi cái lạ lùng nãy giờ tôi muốn hỏi là con đi quý vị thầy nào mà cậu đó con? Thì bây giờ bữa nào con về cái thầy lật giấy ra. Khi tôi chết ai là người xây nấm mộ, Diệu Hiền cái gì nói gì bỏ đi. Xây nấm mộ đâu nghĩa cái gì đâu. Mà khi tôi mang tả, ai là người thay tả? Hiểu chưa? Khi tôi bị sốc, ai là người đưa tôi vào ICU? Cái đó mới là quan trọng. Còn khi tôi chết ai là người xây nấm mộ, tôi sẽ mộ cho. Tôi xây cho. Như vậy đó quý vị thấy những cái ngu của mình không? Hả? Rồi tôi nói thật nè, đi tiếp nghe cái vấn đề này nè, một trẻ rồi nghe nè. Bây giờ từ câu kệ tôi sẽ đeo cái kinh này tôi giảm để tôi phá cái tà kiến ông này nè. Này quý vị nghe nè, quý vị nghe kể nè. Sau đó Phật ngỏ những lời cuối cùng với các đệ tử để nhắc nhở một lần nữa tầm quan trọng của đạo Pháp. Phật nhắc nhở các đệ tử tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di phải hiểu rằng vị thầy của họ không phải là một nhân vật nào cả. Tức là nói là Phật không phải là người từ trên trời rớt xuống giống như là ông Thượng Đế bên Công giáo. Phật không phải là đứng A-lát đâu, Phật chứng quả. Phật là con người, có vợ, có con, có tình yêu, có cha, có mẹ. Phật là người, và Phật bỏ tất cả tham sân si, Phật thành Phật. Chứ Phật không phải là một cái vị Thượng Đế từ trên trời xuống, hiểu chưa quý vị? Điểm đầu tiên là chúng ta phải hiểu Phật là người như chúng ta. Mà vì hết tham sân si là Phật, mà còn tham si là chúng sanh. Dù đó vị Phật, vị thầy đích thực của chúng con chính là đạo Pháp. Đạo Pháp Phật cắt tiếng và nhắn dụ đệ tử đang ngồi chung ngài như thế này: này các đồ đệ, các tỳ kheo, các con hãy tự làm đuốc để soi sáng các con. Hãy trông cậy vào chính sức mạnh của các con, không nên lệ thuộc vào bất cứ ai. Tức là Phật khuyên mình á, là một cái vị tu. Có những tu sĩ mà vô đây á, chủ trương là sao? Là nên rước Phật ngọc về đi, cái chùa này sẽ có phước. Cái đó là sai đó. Hoặc là coi như là sẽ đi lễ Hòa Thượng Thiên Hóa cho thật nhiều đi thì sẽ có phước. Bây giờ tôi nói nè, Hòa Thượng Thiên Hóa có hàng ngàn đệ tử, nhưng mà có những đệ tử là lễ lại Hòa Thượng sáng là coi như thay nước, chiều là thay bông, lễ lại đi xuống mà lễ lại cái kiểu mà coi như Tây Tạng cho con bò chết cắn nữa, lại nằm dài xuống luôn. Và một vị thầy, quý vị thấy tôi ít cái lễ Hòa Thượng Tiêu Hóa lắm, nhưng mà tôi làm theo những lời gì Hòa Thượng Tiêu Hóa dạy. Chỗ nào phải có lăng nghiêm, con tụng lăng nghiêm, con không được mô thần bắn thánh, con không được tổ chức những cái chuyện mà mượn đạo tạo đời. Thì như vậy về cái hình thức tôi bất hiếu với Hòa Thượng, nhưng mà về cái chuyện mà thực tế, tôi đang là một đệ tử rất gần với Hòa Thượng Tiêu Hóa. Tôi chưa từng đi dự dỗ của Hòa Thượng, nhưng mà tôi đang làm những việc mà Hòa Thượng muốn làm, hiểu chưa quý vị? Không nên lệ thuộc vào bất cứ ai. Mà chúng ta phải nghĩ rằng ngay cả ngày ra hầu la còn phải ôm bát để xin ăn, thì chúng ta là con bắn đại bác 18 năm chưa tới mà. Hả? Nếu mà quả thật Đức Phật mà có thể ký đầu cho ngài A-nan, hay là ngài Nan Đà được cái ra hầu la, thì Đức Phật đã đưa đầu ký cái đi. Vậy mà nhiều đứa đưa đầu cho tôi ký. Nhưng mà tôi ký cái điều kia, nó sao thầy ký mà thầy đọc chú, thì tôi nói đồ ngu. Nhiều đứa ký rồi, nói sao nó mấy thầy kia tụng nó thích làm còn đọc lại kia, phải không? Nhưng mà mình nói đồ ngu thì nó giận đồ ngu. Cái gì mà giận tiếng Tây Tạng? Dễ phải lắm, phải không?
Những lời giảng huấn của ta sẽ là ngọn đuốc dẫn đường cho các con. Những lời giảng huấn của ta sẽ là ngọn đuốc sẽ được các con. Nhưng mà ai truyền lại cái lời giảng huấn đó? Có phải là phải đến tham dự các bài pháp không? Có phải là thầy Thanh Từ, hòa thượng Thanh Từ đã làm lý cái dòng thiền tông sống lại, hòa thượng Tịnh Không làm cho kinh Vô Lượng Thọ sống lại, hả? Quý vị thấy rõ không? Ông này cũng mâu thuẫn cái chỗ này, hả? Nếu ông không nhờ những lời giảng huấn thì lâu đầu ông lấy kinh ở đâu ra mà ông cắt ông xén ra đây nè? Không nhờ lời giảng huấn của một đại sư ở bên Tokyo thì làm gì mà ông có được cái này để ông cắt ra, hả? Để rồi ông đảo phá. Quý vị thấy rõ không? Đúng là cái tên này là coi như qua cầu rút gián. Chứ làm được cái đời này chứ lợi cho ổng thôi à, chứ chắc à. Bây giờ thấy rõ chưa? Những lời giảng huấn của ta sẽ là ngọn đuốc soi đường cho các con, phải không? Làm nơi nương tựa cho các con. À, làm nương tựa cho ổng, làm được câu này nè. Không cần phải lễ thuộc thêm giờ lời huấn vào nữa là vậy nè. Là bắt đầu khi giảng xong á, là có thầy nói là con ngồi thiền đi con, bịt lỗ tai lại đi, ngồi thiền sức hồn như là ông Tám đó, thiền sức hồn có không? Cái loại sức hồn đó là như theo bà Thanh Hải đi con. Đó, tức là Phật đã giảng là đừng nghe lời Thanh Hải, có gì đó là mà có cầu cứu, niệm Nam Mô Vô Thượng Sư Thanh Hải, đừng niệm ai hết. Thì Đức Phật nói đừng nghe lễ thuộc vào những lời giảng huấn của bà Thanh Hải, đừng nghe lễ thuộc vào những lời giảng huấn của ông thầy sức hồn, đừng nghe là giảng huấn những ông thầy khác, mà nghe những lời giảng huấn của ta. Hiểu chưa? Hãy nhìn vào thân xác các con sẽ thấy thân xác ô uế biết chừng nào. Khi nào các con hiểu được rằng lạc thú dẫn đau đớn thân xác cũng chỉ là cội nguồn chung của đau khổ. Bây giờ ha, quý vị hãy nhìn thấy, quý vị thấy rõ mà trong này Phật cứ nói này là này các đồ đệ của ta, những lời giáo huấn của ta giảng cho các con đừng bao giờ quên, đừng bao giờ để cho mai một đi, là phải sao phải là trùng tụng, phải tuyên giảng lại, à, phải bảo tồn những lời giáo huấn đó, mà làm sao mà bảo tồn? Thầy bây giờ thầy làm chùa mà thầy không giảng là thầy sẽ làm mất bảo tồn, mà thầy phải đọc lại lời kinh, giảng đi giảng lại từng nào cũng giảng, hiểu chưa? Đem ra nghiên cứu và thực hành theo đúng lời giáo huấn ấy thì quý vị sẽ mới đúng là đệ tử của ta, hiểu chưa quý vị? Ông này ông hiểu một đường mà ông không có làm một cái chuyện tầm là coi như là không nơi. Bởi vì tôi nói bây giờ đi theo một cái câu nữa, nếu cái ông phỉ bán kinh Di Đà, kinh này kia là ông hiểu chưa tới nơi, ông kẹt vào cái đó mà nhớ Đức Phật biểu mình đừng có nhậu một pháp nào nữa. Nghĩa là thầy giảng những cái gì là thật ra là của Phật, chứ đừng có nói cái gì không có cái nào của thầy thuận lai hết. À, còn của bà Thanh Hải là của bà nha quý vị, nhớ kỹ nha. Còn thì ông Tám sức hồn là có nha, ha. Rồi theo cái kiểu mà nhân điển đó quý vị, có không? Có những loại thầy tu mà tu theo nhân điển đó, thấy không? Thành ra cái đó là Phật nói là đừng có theo những cái đó nữa, ta giảng là đủ rồi. Những cái đó là con đừng có theo. Còn nói chuyện mà để không nghe, không có hòa thượng Thanh Từ làm gì có dòng thiền sống lại, không có hòa thượng Tịnh Không, không có hòa thượng Trí Tịnh làm gì mà có vậy. Ngay cả bây giờ nè, nếu quý vị nghĩ thôi, không có cái dòng pháp của tầm quyên của thầy ở tại Mỹ này thì tụi con nghĩ nó cũng có nhiều cái chuyện mà người ta chặt chém chặt tụi con dữ lắm. Khi thầy xuất hiện ở trên cái hệ thống ở Hoa Kỳ này, mấy tiểu bang lớn, Texas cũng có, Cali cũng có, ở Seattle cũng có, thì các chỗ khác đó, nó kêu là nếu mà đi giống đạo Phật trở thành là như khù riêng với Cuba, coi như là độc tài độc đảng, còn nhờ có thầy có kinh tế thị trường cho nên thầy coi như là on sale. Tụi con vô đi tu khỏi có lo, không có lo chuyện mà có tiền không có tiền, vì cái đó không có nghĩa lý gì hết trời hết, hiểu rồi không nghĩa lý. Thì bây giờ tôi đi đó, quý vị thấy rõ cái chỗ này không? Ông nói chưa tới nơi, Đức Phật nói mà phải đừng có nghe những lời giảng huấn nào khác. Con nên nói gì? Dạ bà thầy, ông thầy đó chỉ mượn lời còn bây giờ tôi hỏi nè, ông nói cái lời giảng này giảng cho lớp học trò tiểu học hồi xưa, ông nói xin lỗi quý vị hả, học trò nào trò tiểu học, học trò nào trò đại học, lúc đó đó các ngài đại học vẫn là nói là cái gì a la hán, xin lỗi cái gì a la hán. Đức Phật trong kinh Pháp Hoa nói các ông mới chỉ hết luân hồi sanh tử, mấy ông chỉ là quá thành dụ thôi chứ mấy ông chưa có phải là thành, mà muốn mấy ông phải lăn xả trở lại thành Bồ Tát. Tôi hỏi quý vị, đầu tiên là người ta khuyến khích quý vị đi vượt biên qua Mỹ từ năm mà 75 cho tới năm mà đóng cửa cái chương trình vượt biên là 89, phải không quý vị? Rồi bắt đầu mới đi ngược về lại đó, là coi như là đi theo cái diện mà hồi hương rồi đi qua lại coi giờ diện ông gì đó, không hả? Ô là diện ông gì mà ông qua cái lượt là ai mà ghi danh trở lại ngày đó sau đó được phóng dẫn trở lại đó đó. Thì quý vị biết chuyện rô hay diện gì đó tôi không quên rồi. Thì bây giờ có những người đi qua đây, đi qua rồi
thành công vượt bực rồi vào sang quên đi cái tổ quốc, cái loại đó là cái loại mà đáng trách. Còn cái loại mà qua đây còn phải nuôi cha nuôi mẹ, phải bảo lãnh hết tất cả người này người kia thoát khỏi cái địa ngục cộng sản, thì cái người đó mới đúng như cái tinh thần này. Còn nếu mà nói mà coi mình qua tới nơi là hết rồi, làm sao mà được mà nói là ai là đại học ai là cao học đây, cái chuyện lầm rồi. Mà thật ra chính Đức Phật giảng cho những cái vị chứng A-la-hán lúc đó các ngài mới biết làm thế nào. Bởi vậy cái lời này mà Phật giảng cho ông thầy này là coi như là một đời là hết liền. Mai là ông thầy không có ngồi trong cái đó, ông ngồi trong cái pháp hội đó là tiêu diệt liền, hiểu chưa? Bây giờ mới đi vấn đề nữa nè, hỏi một câu hỏi thêm nữa nè. Rồi khi đọc trong cái đoạn này đó, đọc trong cái đoạn này cái vị Phật tử đó họ lại hỏi thêm một câu nữa là kinh Bát Nhã, quý vị nhớ có câu sắc tức thì không không quý vị? Họ hỏi thêm một câu nữa, sắc tức thì không, thì làm sao mà ông này ông đi dự một tu sĩ ông đi dự một pháp tu ở bên để coi Đài Loan ở đâu để tôi coi nè, ông đi dự một pháp tu rồi ông về ông bị cái người ta đòi hỏi thế nè: kính bạch thượng tọa Thích Tông Lai, con là một cái tỳ kheo trẻ ở Việt Nam đi tu nghiệp tại Đài Loan để tham dự khóa tu nghiệp Phật giáo do hòa thượng người Đài Loan là hòa thượng Tinh Vân đó. Và Tinh Vân, quý vị biết nhà Tinh Vân rất nổi tiếng. Nói bạch con là một Phật tử tu xuất gia người Việt gốc Hoa, cho nên con đi học qua bên Đài Loan. Trong ngày lễ mạng khóa, hòa thượng ra đề tài để chúng con trình kiến giải như sau. Đề tài của hòa thượng Tinh Vân đưa ra là: này các đại đức, hãy chứng minh kinh Bát Nhã của Phật quan câu sắc tức thì không vào trường hợp sau đây. Thứ nhất, một cô gái đẹp và một cô gái xấu không sai biệt. Thứ hai, một người nghèo và một người giàu không có gì khác nhau. Thứ ba, một người được yêu và một người không được yêu đều không khác nhau. Thứ tư, một người có hạnh phúc và một người đang đau khổ không khác nhau. Con làm bị fail cái câu hỏi này. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một cô gái đẹp và một cô gái xấu không khác nhau. Giờ tôi hỏi cái ông cư sĩ Trọng, khác nhau không? Khác không? Khác chứ, thấy không? Thấy không? Thấy không? Bây giờ giả sử con nhỏ này nó một coi như là mắc cái gì? Mặc ống bù, miệng cái ấu, mặc rổ. Con có chịu cạo đầu gì nó không? Có đưa cái đầu cho nó cạo không? Thấy không? Bệnh, chứng bệnh đi, tại vì con hiểu kêu sắc tức thì không mà. Bây giờ cái này chứ nếu con là một cái vị tu sĩ đó, thì con bị đặt cái đề tài là người nghèo và người giàu có khác nhau không? Trời ơi, khác nhiều lắm chứ. Người giàu, người nghèo khác nhau không vậy? Điều kể với mình khác nhau không? Trời ơi, vậy mà không biểu chứng bệnh sao không khác nhau vậy? Kính đương được vậy không hiểu kinh Bát Nhã. Con là con thấy không, giống nhau đấy. Cũng ăn, cũng ngủ, cũng vậy. Cũng ăn, cũng ngủ, cũng vậy. Cái sáu, cái tim, cái người cũng bán nghe. Mà cái chắc có, không đó. Con chỉ xác chứng minh được về. Ông này cũng nói chứng minh được. Ông nói là giống nhau về được cái Phật tánh. Ông nói cái đó chưa đúng. Mà chúng Phật tánh chưa đúng. Rồi con người nói là, nhưng mà ông nói là khác về thể xác. Rồi cái chứng minh nói là giống nhau thể xác của nhân tứ đại. Nó mày nói không được chúng nữa. Rồi chẳng nữa phải nói toàn diện hết. Cái này làm gì không đổi, nói là ông bị loại bài là tại vì đạt được cái 50% mà phải đạt được 75 mới được ra cái khóa đó. Những câu hỏi này hay đó, bởi vì tại đây là họ tách những giảng sư nè, nhớ lại nha, cái đề tài của bên cái trường mà coi như là đi tu nghiệp mà giảng sư nè: một cô gái đẹp và một cô gái không sai biệt nếu dựa theo tinh thần của kinh Bát Nhã. Một người nghèo và một người giàu đối với kinh Bát Nhã không khác nhau. Một người được yêu và một người không được yêu khác nhau lắm chứ. Cái thằng được yêu thì sung sướng, cả không được yêu đi tự tử chứ. Giờ sao? Giờ phải hỏi gì? Người được yêu và người không được yêu giống nhau không? Hả? À, khác nhau? Khác nhau không? Đó, nó nói khác nhau đó. Sống già cũng già. Sống già cũng già. Dư Hiền nói, xấu đẹp cũng già hả? Ừ, cũng già. Cũng chưa có đặt được cái ý đâu mà mấy ông nữa chưa trả lời hết rồi. Hả? Chủ Nga? Cũng già cũng chết ha. Tức là cũng nói về dựa lên sinh lão bệnh tử phải không? Ông nói à, thật ra đó khi mà họ đưa những cái đề tài này đó, quý vị phải nghiên cứu và nghe đây nè. Bây giờ tôi nêu cái trường hợp nha. Ở trong này tôi hỏi quý vị nha.
Trong này quý vị nào mà đã có mối tình đầu mà con mình theo được chết rồi, theo mấy năm rồi sau cùng quý vị thất bại không? Có không? Đưa tay chứ. Tôi cũng có yêu thích, yêu mà không được thì tôi có thể đi chùa này. Quý vị nói đưa tay lên. Đưa tay thẳng thắn đi. Con hồi xưa có mối tình đầu phải không? Mình nuôi giọng là cách đẹp lắm phải không? Đủ thứ chuyện phải không? Phải không? Rồi mình cũng có tình đầu luôn phải không? Rồi chú Nga cũng có tình đầu luôn mà không có thằng phải không? Tiên có tình đầu không Tiên? Có. Đó, con này cũng có tình đầu luôn. Rồi như vậy đó, khi mà cái thằng đó là nó theo riết đó, nhiều khi đó là nó là trở thành là kẻ mà thắng cuộc, là nó đi đến đám cưới hạnh phúc rồi trăm năm hạnh phúc đồ, thì cái lúc đó cái mình thất bại mình khổ dễ sợ lắm, thấy nó khổ dữ lắm. Cái gì khổ không? Nó thật đi, khổ phải không? Khổ lúc đó nhưng mà bây giờ không phải bởi vậy từ từ bởi vì ta thấy khổ á, mình cũng có khổ, mình khổ lắm. Chú gì đó khổ không? Chú cũng khổ, tôi nghĩ ông cũng có tình đầu với bà này chút cuối thấy không? Như vậy quý vị thấy rõ, bởi vì trong kinh Bát Nhã nó Phật nói thế này, sắc tức thì không, thì bây giờ cái người được đó, người được rồi, tôi chưa nói cái chuyện là khổ nha, tôi nói cái người vợ đó là cái người vợ lý tưởng, tôi không nói là cưới cái người vợ đó rồi là cái người vợ đó thuộc cái loại là họ chỉ màu mè là sau là cưới rồi, tôi nói là phố thật luôn. Thì cái khi mà cưới được một người vợ, người đó là đi đâu cũng hạnh phúc, người này sẽ làm dâu kính trọng mẹ chồng như là hơn kính trọng mình. Rồi á, người vợ này hợp đồng tôi bảy loại vợ đó, là không phải vợ như quan gia, vợ như bà chủ, vợ như chủ nợ, mà vợ như là tri kỷ, vợ như là chị, vợ như mẹ, hiểu chưa? À, thành ra bốn bảy cái loại vợ đó thì người vợ này phong phận, thì cái người đó được rồi đó, tôi nói là hạnh phúc, tôi đừng nói là cái mặt xấu nha, cái mặt là positive chứ không nói là cái mặt mà negative. Thì bây giờ nếu mình được người vợ mà đẹp gái, nghĩa là công dung ngôn hạnh, hồi xưa cái gì công dung ngôn và hạnh được hết rồi, thì cái anh này đó, cái người vợ mình lại là một cái người đang đi dạy học trong một trường trung học nào đó. Hồi giữa trung có dạy học không? Giữa trung có không? Có, cô hồi đó là đẹp gái nữa, coi như là Nguyễn Thị Tuyết Như. Đẹp như tuyết, nhưng mà tuyết tan ra rồi là đất đi không được. Nguyễn Thị Tuyết Như là tiếc, nhưng mà xe riết bốn bánh hai bánh chạy vô là lúc hết á. Cho nên cái ông chồng nó có yên đi hành quân không quý vị? Ông chồng này ghê không quý vị? Lo lắm, đúng không quý vị? Vợ có đẹp là coi như là cái quả đó. Thành ra cái anh kia anh đau khổ, hồi đó có cái ông cũng đi cưới vô trung không được, anh khổ quá, ngà có tổng cộng là như là cho nhiều lắm, là khổ trong năm thôi, phải không? Rồi ông cũng quên. Nhưng mà cái ông chồng ở cái ông quá này nữa, mà ông lấy được vô trung nó ông khổ cả đời. Hiểu chưa quý vị? Thành ra Đức Phật nói rằng bây giờ nãy tới trong cái kinh này Phật có nói một cái đoạn nè, có thể nói nè, này các tỳ kheo, các con hiểu được rằng lạc thú hạnh phúc lẫn đau đớn của thân xác cũng chỉ là cội nguồn chung của đau khổ thôi. Thành cái người mà bây giờ tôi nói nè, cái người mà được nổi tiếng rồi hoa hậu, bây giờ tôi nói nha, ở trong này khi bữa nào tôi bình bầu ra là hoa hậu, bây giờ quý vị chọn hoa hậu của chùa Thập Nguyên mình là ai đi nói đi. Hả? Đâu chỉ chạy như trung già là đâu kéo hậu được. Bây giờ tôi đem Tôn Thọ Tường nè, anh chị quan Tôn Thọ Tường nè, con Diệu Hiền nè, rồi con có Bắt Đường cũng mấy đứa nè, rồi đứa trẻ thôi đó. Thì bây giờ chọn ai là hoa hậu đi, quý vị thấy không? Quý vị rất là lo, nếu mà mình không được người ta chọn thì mình chắc mình xấu lắm, làm sao phải không? Tối về coi cho mặt mình. Không, mặt cũng đẹp, cái mũi cũng đẹp, mà mình xấu chỗ nào vậy? Kêu trời ông xã là hỏi, kêu phước nổi tôi sống chỗ nào vậy? Thì để ông cho tôi tiền tôi đi sửa. Như vậy đó, khi mà được cái người mà không được bầu là hoa hậu thì nó khổ cái gì, cũng tủi thân lắm chứ, mình cũng đẹp lắm mà sao vậy? Nhưng mà cái người mà đã được danh hiệu hoa hậu rồi đó, thì thay vì mỗi lần chưa được danh hiệu hoa hậu đó là sáng chỉ quơ quơ xúc miệng rửa mặt thôi, rồi chạy vô chùa còn nghe được, còn tụng được thời kinh Di Đà, tụng được cúng dâm, nghe được bài pháp, vì mình bị danh hiệu hoa hậu rồi đó. Ông xã này, em được hoa hậu rồi, ở lại em sấy tóc cho nó công chút em, ông nghe em chưa có được trong ống, em xịt cho nó công chút em. Nay sáng em thấy nó hơi đen đen rồi, qua đi nắng em cho miếng má hồng vô. Thì như vậy cái người này phải bảo vệ cái ngôi vị coi như là ân điển phiệt của mình, chứ không bao giờ thua. Khổ khổ không? Anh ta hiểu chưa? Cái gì là cái chuyện mà hiểu lý Bát Nhã là phải hiểu tới cái chỗ này nè. Không có. Hiểu cái chỗ này. Mà quý vị thấy được có một cái không? Khi mà quý vị nhớ nha, cái thằng mà nó
nhưng người ta lấy không được cái con người con gái đẹp đó đó. Bởi vì sướng cái đó là khi mà nó về nó ở với chồng nó rồi đó, mà hở cái nó không được như ý là nó cứ nhắc là hồi nó không bằng anh kia. Có cái đó không quý vị? Quý vị thì lộ là cái ông Sơn nó không bằng ông trước. Cái đó mới chết. Lộ là mới đánh hoài. Thành ra trong này quý vị thấy cô gái đẹp và một cái gái xấu, không sao bị cô gái xấu thì xấu chút xíu đây, nhưng mà cậu thoải mái về cô gái xấu hả, bữa nay đồ ăn ngon vậy ăn đẹp, tao lỡ xấu rồi ăn luôn. Cái bà này lỡ được mang là hoa hậu sáng đào cũng bớt lên. Trời ơi, em à, em bữa trước em trong 23 mà sao nên trong 30 vậy, sao bây giờ gì dạy dỗ không dám ăn, thấy không? Thành ra cái người đó là đói không được ăn, mà khát không được uống, mà không được ngủ nữa, ngủ nhiều ngủ mập em. Hiểu chưa? Bây giờ thấy rõ mình nói rất là hay không quý vị? Sắc tích thì không, phải không? Bây giờ thầy hỏi con là cái ông cư sĩ tập đó, phải không? Con là kẻ thắng hay kẻ thua, nói thật đi. Thắng hả? Thắng sao đậu đầu? Con á, bây giờ con á là thua lắm, từ thua tới thua. Ta cạo đầu đi đi làm tu sĩ là thắng. Còn con cạo đầu mà để cho vợ cạo thì phải là thua. Từ thua tới thua. Phải để cho thầy ngày qua mà sao đi dưới vô trong cái chỗ mà nhà dưỡng lão đó, rồi thấy mấy ông già thì tội con. Đó, nhưng mà cái đó con còn thua. Đó chỉ là đưa vợ cạo thôi, chứ đưa cho sư phụ thầy. Con ngày qua con đi xuống nhà dưỡng lão, con thấy sao người già họ họ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, họ ngồi đó họ chờ chết mà họ không có biết cái đường nào đi. Con nhìn thấy con cũng sẽ vào dưỡng lão, khi con vào dưỡng lão ai sẽ là cái người đi thăm thăm con hàng ngày đi, phải không? Đó, con khi mà con mà giống như ba thằng tiên mà ai sẽ người thay tả đây, trả lời đi. Chứ bây giờ con á thì nhiều người làm lắm, tại vì con có tiền, con còn làm cái gì, phải không? Cho nên khi mình hiểu được cái chỗ đó là con lại đưa sư phụ cạo, bây giờ con bây giờ con theo sư phụ luôn thì cái đó mới là thắng, còn cái này từ thua đến bị thua. Tại vì sao thua? Tại vì anh tiền bạc á, anh bây giờ anh làm Alaska hồi đó cũng một năm mấy trăm ngàn, mà bây giờ nó tự nhiên cái nghiệp đó anh giết cá nhiều quá, bây giờ anh thở không được, tự thiếu oxy gần chết rồi, phải không? Cái đó là anh cứu dường cho em 10 năm tử thọ nữa. Bây giờ thua cái thằng kia, anh chỉ còn có cái chiêu là cạo cái đầu để tỏ tình yêu của anh đâu. Có một kia nó có dám cạo đầu với anh không? Con nghe này nó nghe có lý, có lý rồi người ta cạo ra. Đó. Hay quá. Bởi vì thầy mới dùng con là danh sĩ là cư sĩ trọng, hiểu chưa? Bây giờ ai mà dở cạo đầu cho là cư sĩ trọng hết. Còn nếu mà thầy cạo thì kêu là sư chú, hiểu chưa? Con từ thua tới bị thua cho thầy thắng được con. Ông mà thấy hiểu lý Bát Nhã rồi mình mới thấy người nghèo và người giàu không khác nhau, người giàu rồi đó như Bill Gates bây giờ ông phải bảo vệ là cái người giàu, richest man in the world, giàu nhất. Quý vị thấy thằng Apple không? Nó nổi tiếng là bán iPhone giỏi, là bây giờ nó mỗi một năm nó phải ra 7, rồi nó sợ Samsung nữa, rồi nó sợ đủ thứ chuyện hết. Rồi người giàu đó, quý vị hả, đụng nhau là sao quý vị vô bệnh viện á, người giàu là có tóc rồi phải lo, phải đóng bảo hiểm nhiều, phải lo nhiều thứ lắm. Thành ra người giàu cũng có cái khổ của người giàu, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị đang an lạc thôi là, mà quý vị thử trúng số, quý vị biết cái khổ của trúng số liền. À, có dám là không? Này thì nó chiếu quý vị cầm cái trúng số 300 triệu, quý vị có yên thân nữa không? Có dám ra ngoài phố ngoài ăn không? Con quý vị cái mở cái trường nó phải nổi trường và sợ người ta bắt cóc. Cho nên đối với thầy đó, cái người nghèo khổ không có tiền, mà cái người giàu đó vì khổ quá nhiều tiền, mà cái người nghèo khổ vì không có những cái mà để thỏa mãn cái quyền ước mình, mà người giàu họ không biết cái gì để mà họ thỏa mãn nữa, họ cái gì họ cũng có rồi. Quý vị thấy rõ, cái gì cũng có rồi. Trong khi mình thấy ở đây những cái mình chụp ở trong quầy ra của mình đó, mà đối với Việt Nam có những người đó, họ đó coi như một thiên đường của họ đó. Có những người có những không có áo mặc quý vị tin không quý vị?
mà quý vị để áo mặc đến nỗi còn mặc quý vị cũng không có có mặc kịp, nó buông không mặc để rồi nó tự nhiên nó mập lên cái là coi như bỏ, có không? Đó quý vị thấy rõ đó, rồi quý vị thấy không? Một người đang hạnh phúc cho một người đang khổ không khác nhau. Con là đang đau khổ mà cái tên kia đang hạnh phúc, tên hạnh phúc thì nó đang lo. Thấy con cậu đầu rồi nó quảng rồi. Nghe không? Thành ra một cô gái được người ta tặng cho danh hiệu hoa hậu, người này sẽ được hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc này rất mong manh ngắn ngủi. Tại sao? Vì sắc đẹp nó sẽ bị theo thời gian tàn phá. Quý vị thấy những người như mà Thẩm Thiên Hằng hồi đó đẹp, giờ già nó sao quý vị? Xấu kinh khủng luôn. Quý vị thấy, còn mình họ trốn tránh dư luận, họ không dám ra ngoài nữa. Và người này phải lo lắng ngày đêm bảo vệ dung nhan, và khi sắc đẹp phai tàn, người này sẽ đau khổ còn nhiều hơn người con gái xấu, không có hạnh phúc hoa hậu, phải không quý vị? Trường hợp một người giàu và một người nghèo không khác. Khi quý vị được giàu, quý vị phải lo âu vì sự mất tài sản, vì cái khổ sợ mất tài sản và cái khổ không có tài sản đều giống nhau. Trường hợp hai thanh niên theo đuổi hai người tình, cô gái đẹp, cô gái mà đẹp á, anh chàng được yêu cũng sẽ khổ, và anh chàng không được yêu cũng sẽ khổ. Cho nên Phật dạy, này các tỳ kheo, khi nào các con hiểu được rằng sự thành công và sự thất bại đều đem đến đau khổ cho nhau, thì ngày đó chúng con tiến đến quả vị A-la-hán không xa. Quý vị cái lòng tưởng cái cõi Niết Bàn là cái cõi gì, có bông có hoa, thật là cõi Niết Bàn là mình nhận rõ được cái chân lý lời Phật dạy đó quý vị. Bây giờ tiếp theo trong cái vấn đề ảnh hưởng của cái bài pháp này, có một cô có đặt câu hỏi rất là hay. Chúng ta còn 15 phút nữa để đi tiếp đi nè. Tôi highlight luôn nè, câu hỏi này nè. Đây là cũng nói về vấn đề cái này nè. Nam Mô A Di Đà Phật, cung kính bạch sư phụ, thầy dạo này vẫn khỏe. Con có một đạo hữu nhờ con chuyển câu hỏi của người thỉnh hỏi sư phụ khai mở cho được tỏ tường. Câu hỏi như sau, con xin email dẫn lại. Nam Mô A Di Đà Phật, này Viên Ngọc, con tên là Viên Ngọc ở Arizona. Nếu có dịp bạn hỏi sư phụ dùng câu hỏi Phật Thích Ca dạy giảng pháp vô thường, rồi trong kinh Kim Cang cái gì có tướng là giai thị hư vọng, vậy việc tồn tại một cõi cực lạc vĩnh hằng có mâu thuẫn với lời dạy của Phật Thích Ca hay không? Tức là bây giờ cái này đó, cô này có nói cái thế giới cực lạc mà trong kinh nói là coi như là không già không chết, đẹp mãi sống lâu, cõi đó là không có cái gì mà coi như là vô thường. Ở đây cái cõi mình vô thường, đang trẻ đó là già, đang khỏe đó rồi bệnh, đang giàu đang nghèo, đang thương yêu rồi tự nhiên cái là hai bên coi như là phát cái tâm là gây gỗ rồi đi đến cái ly dị, cái chuyện đó rất là bình thường, phải không? Đây là cái luật cõi ta bà. Nhưng mà cõi cực lạc, nếu mà có một cái cõi Phật như vậy thì nó sai với cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca, sai với kinh Kim Cang. Hả? Hả? Thì cái gì này họ có quyền hỏi đó, họ hỏi này là họ sự thật đó, đúng không quý vị? Nếu mà có một cái thế giới cực lạc như vậy thì cái này là nó sai vào cái lời kinh, nó mâu thuẫn với kinh Kim Cang, cái gì có tướng đều phải bị hủy diệt. Còn nếu mà nó mà nói không có tướng đó, thì cõi cực lạc không có, phải không? Chỉ là trong mộng thôi. Cõi này là mộng thì cõi cực lạc cũng là mộng. Còn nếu mà nói cõi cực lạc có thời gian thì đâu phải là Phật nói là cõi đó là cõi là tuổi thọ vô lượng, hạnh phúc vô lượng, không già không chết, có đâu luân hồi, có không quý vị? Thì như vậy xin thầy khai thị chỗ này. Tôi nói thật ra đó, khai thị cái này phải, nếu mà nói như vậy thì cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này là cái bộ kinh Đức Phật nói là chỉ lưu lại cái bộ kinh này 100 năm sau cùng, có không quý vị? Quý vị lắng nghe. Trong này nó có nhiều phẩm vị lắm, nhưng mà quý vị nhớ là cái phẩm mà thứ 22. Quý vị nhớ cái phẩm 22 không? Phẩm đó là cái phẩm quan trọng nhất. Chỉ dùng cái phẩm 22 thì mới giải thích được lời hỏi của cô này. Phẩm 22 quyết chứng quả tối thực. Tức là cái này nè, kinh Kim Cang là kinh tối thượng thừa, phải không quý vị? Là cái phẩm 22 này, cái phẩm này sẽ giải quyết được câu nói này. Đọc này nè. Phật nói này A Nan, lại nữa A Nan, trong cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, thải đều không có. Không có ánh lửa, không có bóng tối, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có tinh chiếu chiếu diệu, không có hiện tượng ngày và đêm, cũng không có tên, không có tháng, năm, kiếp số, tuổi thọ, lại không chấp trụ vào các lâu đài nhà cửa. Đối với tất cả các nơi không có hình thức, không có danh hiệu, không có thủ,
là giữ, không có xả là bỏ, không có phân biệt, chỉ thọ khoái lạc thanh tịnh tối cực. Nếu có thiện nam, nếu có thiện nữ, đã sanh, sẽ sanh, thải đều được trú trong chánh định tụ, quyết định chứng đặng quả vị vô thượng, chánh đặng chánh giác. Tại vì sao thế? Nếu là tà định, tà kiến, bất định, tà định, tà kiến, bất định, không có chánh kiến, chẳng thấu triệt đặng cái nhân tối cực của cõi cực lạc. Thì cái chỗ này tôi nói quý vị nè, Đức Phật Thích Ca, Ngài đã thành Phật, mà Ngài ở Ta Bà, mà Ngài có thấy có khổ không quý vị? Thành ra khi mà cái giảng cái này đó, Đức Phật giảng Kinh Kim Cang là Ngài nói về cái tâm. Cho nên khi cái thế giới cực lạc nó có chứ quý vị, nó có. Nhưng mà quý vị nhớ cái khi mà đã nói có tuổi thọ đó, là nó phải có thời gian hết, mà tuổi thọ quá dài, tới mấy trăm triệu triệu năm. Cái quả địa cầu của chúng ta từ khi thành lập tới giờ, các nhà khoa học gia dùng cái phương pháp để mà tính tuổi đã là 4 tỷ rưỡi năm rồi. Mà theo như thông kinh Đức Phật á, quả đất chúng ta còn trụ tới khoảng 4 tỷ rưỡi năm nữa mới hoài. Mà thời gian 4 tỷ rưỡi năm so với cái mạng sống con người mình 100 năm lâu không quý vị? Quá lâu. Mà cõi cực lạc, bữa nào tôi giảng về vũ trụ quan, tôi tuyên bố cho quý vị mùa hè năm nay, tôi sẽ mời tất cả đứa trẻ. Đó là ý tưởng của bác sĩ Nò đó. Mà ở bên kia ông nói là ông muốn biết về cái vũ trụ quan của Phật giáo. Để giới trẻ bây giờ nó có học, nó coi thường Phật giáo, tôi nói tôi sẽ mở một cái khóa tu cho giới trẻ tại Youth Center. Tôi sẽ đem về vũ trụ quan Đức Phật nói con người từ đâu đến, con người sau khi chết từ thế giới này đi với thế giới đi như thế nào. Ở trên đó quý vị đọc kinh Lâm Nghiêm có một cái câu Phật nói A Nan, ông nhìn lên coi, ông mới chứng sơ quả tà hoàng, nhưng mà nương vào thần lực của ta, ông có thấy cung mặt trăng không? Thấy cung mặt trời không? Như vậy cung mặt trăng ở trên đó có một cái cung điện, mà mình thấy phi hành gia của mình lên đó, mình chỉ thấy đó là đất đá thôi. Nhưng mà với cái phước nghiệp của cái chúng sanh trên đó đó, thì thấy đó là một cái loại cõi trời, ở trên đó kêu là cung mặt trời, cung mặt trăng. Thì có người hỏi tôi như vậy, nếu mà trong kinh hội tôi cũng làm, khi mình dịch ra cái bộ mật tông của Hòa Thượng Thiết Châu mới giật mình. Loài người của chúng ta là có tứ đại, mà loài người ở trên đó có hai đại, nghiệp đại và thức đại thôi. Hiểu chưa quý vị? Cho nên ở trong họ sống bằng cái thức có nóng không quý vị? Không có nóng, hiểu chưa? Thành ra trên mặt trăng á, nó quay xuống xung quanh nó một ngày một đêm là 28 ngày của dưới này, cõi trên đó cao hơn dưới mình. Trái đất của mình quay xung quanh một ngày một đêm là 24 giờ, mà nó quay giáp một vòng nó là 28 ngày. Mà tôi nói cho quý vị, thành ra một hôm tôi đọc trong cung kinh đó, nói nên nếu mà không có cung mặt trăng, cung mặt trăng là ai thì tôi là Tỳ Sa Dương Thiên Môn đang ở trên đó, bốn cõi trời tứ vị thiên dương ở trong bốn quả địa cầu xung quanh chúng ta. Thì tôi hỏi, ủa tại sao trong kinh tôi không hiểu, nếu mà không có cái gì đó một quả đất chúng ta bị tiêu diệt liền. Bây giờ mới hiểu ra, khi đó trong cái kinh Phật nói rất rõ luôn, tôi giật mình luôn, là quý vị nghĩ nhờ có mặt trời, nhờ có mặt trăng, cho nên mặt trăng á là nó có một cái sức hút, cho nên nó tạo ra cái thủy triều, cho nên các dòng sông này đó quý vị biết không, băng nước nó dâng là nước ròng nó dâng, nước lớn cái nó rút, nước ròng nó rút ra biển, cái nước lớn cái nó đẩy cái nước vô, thành ra nó làm chỉ giật dơ được trôi ra biển. Quý hiểu, nó điều hòa cái khí hậu. Cái thứ hai, cái quả địa cầu chúng ta nếu mà không có mặt trăng mà nó bay nó hút ra, nó làm cho lệch 23 độ, thì quả địa cầu chúng ta sẽ không có xuân hạ thu đông, cho nên cái đáy địa cầu chúng ta sẽ tiêu. Và nhờ có cái sức hút cho nên mặt ở những cái mặt trăng nó đi ngang, và cái nước biển nó dâng lên, nó dùng biển, cho nên nếu không có mặt trăng thì toàn bộ cái nước nó dồn lại và nó sẽ nhận chìm tất cả là năm lục địa ở dưới đất là 5 mét nước. Bữa nào tôi giảng trong khóa tu, Phật nói rõ như ban ngày, mà giảng cho mấy cái người có trình độ đại học tại Hoa Kỳ, nếu không mấy bà già này ngủ. Tôi sẽ mời năm nay tôi sẽ giảng có hai chương trình, một chương trình là phô hoa, dạy phô hoa cho tăng ni và một số cư sĩ ở trên Youth Center, và dạy một tuần lễ về vũ trụ quan cho tụi con muốn biết con người từ đâu đến, chết đi về đâu, tuổi thọ con người thế nào, về thế giới cực lạc là như thế nào. Đó là một cái hành tinh, mà hành tinh đó nó được đun nấu với một cái áp suất rất cao, và nó to là kim cương không nặng. Cái hành tinh nó rất là hoại, mà chúng sanh ở cõi đó họ không phải là tứ đại, mà họ chỉ có thức đại và cái nghiệp đại thôi. Tôi nói quý vị, cái nghiệp là cái gì quý vị? Bây giờ quý vị mới biết cái nghiệp quý vị không? Bây giờ ai nhốt quý vị vào trong mà như nghiệp, như nhân phúc là cái nghiệp đó là cái gì? Khi nó ra đời là cái nghiệp. Cái nghiệp mà làm dịch quay là nó nhốt chủ nhật người ta đi chơi thì nó phải cột vô đó. Không ai nhốt, cái nghiệp nó nhốt vô.
thấy không? Cái nghiệp của thầy là tu sĩ thì chúng dừng ta đi ăn chơi, ta quýt bài, thầy ngồi đây đi giảng pháp, hiểu chưa quý vị? Nhưng mà cái nghiệp của thầy là đem lợi ích chúng sanh. Cái nghiệp đó rồi quý vị dễ sợ, quý vị thấy rõ ràng lắm. Có những cái nghiệp mà quý vị phải tới giờ đó quý vị phải đi, tới giờ đó quý vị tự động quý vị mua nhà mua cửa, cái nghiệp nó trồng nó tréo. Rồi từ cái nhà cái cửa đó tiên nó phải làm hai ba dốt để nó cài, nó làm nó trả nợ cái đó, có không tiên? Cái nghiệp nó không có thể nào. Bởi vì khi mình ra đời đi, mình ngoài cái tứ đại còn có cái thức đại là cái tâm thức và cái nghiệp đại nữa. Mà chúng sanh cõi đó họ không có cái đó, họ chỉ có cái thức đại và nghiệp đại thôi. Cho nên tóm lại, cái người mà đạt tới cái cảnh giới này nè, lại nữa A Nan, trong cõi Phật đó thảy đều không có ánh lửa bóng tối, cho nên nó đâu có nói ánh sáng đâu. Ta có chỗ là những cái bậc mà chứng vào cái quả là coi như là tối vô thượng chánh đẳng như giác đó, là họ cao lắm. Lúc đó một cái vị mà như Hòa Thượng Thiên Hóa mà dục lên đó, ngài đâu còn chọn là cái lâu đài này cao, cái lâu đài này thấp, có không quý vị? Ngài đâu có chọn hạ phẩm hạ sanh. Hòa Thượng Thiên Hóa vừa ngồi ở đâu ngài thấy cũng đều là cực lạc. Hòa Thượng Hư Văn ngồi đâu cũng là cực lạc. Còn chúng ta là phải ở cái chùa cao chùa rộng như thầy bây giờ nè, thầy ngồi tại đây, nhưng mà cái chùa thầy nghèo nhất cái xe tờ, nhưng mà thầy an lạc hơn những thầy có chùa cao cổ rộng, phải không quý vị? Cái chùa Tầm Nguyên này nói là cái giới cực lạc này nó không có đèn điện, nó không có đèn chớp, nó rất là nghèo nàn, tường thì nó bị cái như là dơ dái, chỗ trầy chỗ nứt, dưới này thì có bùa chét bùa trôi, thấy không? Không có Phật ngọc, không có Phật kim cương, nhưng mà tôi thấy chỗ này nó hạnh phúc hơn những cái chùa mà ở đây, phải không quý vị? Thấy rõ cực lạc chưa? Ký Đức Phật nói kim ca, cái gì có tướng là gia trị hư vọng, mà cái tâm mình an lạc mới là hạnh phúc, thấy không? Ánh lửa trong Đức Phật nói nè, lại nữa năm trong câu Phật đó thảy đều không có ánh lửa bóng tối, không có mặt trời mặt trăng, không có tinh túy chiếu diệu, không có hiện tượng ngày đêm. Mà đã nói người đã tới đó thì đâu có đặt ngày và đêm nữa, phải không? Đâu có đặt ngày và đêm nữa, là người đã trở về với cái Phật tánh rồi thì làm gì có tuổi thọ của ngày đêm. Quý vị chứng minh được cái tuổi thọ của cái Phật thành thức quý vị không? Không. Nếu bây giờ mà chứng minh được tuổi thọ thành thức thì quý vị sẽ chết ngay, tại vì cái gì có tướng. Quý vị chết rồi, như bà cụ Ba Thị Ba chết rồi, cái thân xác của bà đốt ra tro rồi, phải không quý vị? Nhưng mà cái nghiệp của bà mất không? Cái nghiệp có hình tướng không? Cái phước của bà mất không? Cái phước của bà có hình tướng không? Cái gì không có hình tướng thì không mất, cái gì có hình tướng cái đó mất, hiểu chưa? Cũng không có tên, không có thượng phẩm hạ sanh, không có tháng năm kiếp số, lại cũng không chấp trụ vào nhà cửa thì làm gì có cung điện mà cô này cũng hỏi tôi. Đối với tất cả các nơi không có hình thức, không có danh thiệu, không có giữ mà bỏ, không có thủ xã, chỉ có thái lạc thanh tịnh tối cực. Nếu có thiện nam, nếu có thiện nữ đã sanh mà về được cái phẩm mà thái hai mươi mai mà tối cực này thì cái người đó chắc chắn đã là thành quả thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao thế? Vì người nào đạt tới cảnh này, người đó kêu là chánh định, chứ không phải là tài định mà vào được cảnh giới này. Cho nên Đức Phật đem kinh Kim Cang nói cái gì có tướng gia thì hư vọng, thì đem cái phẩm 21, 22 quyết định chứng quả tối cực, giảng giải kinh Kim Cang rõ như ban ngày, phải hồn quý vị. Cô đi xếp đường, khi chú đường mất rồi khóc ngày khóc đêm, phải không? Nhớ tới ông trên, tại vì có phải là chú đường quá phô phật không? Hồi trước 75 là một thiếu tá biệt động quân, thiếu đường là bà thiếu tá, phải không? Chú đường phải đi vào quân trường Thủ Đức rồi đi đánh giặc, đánh đồ rồi mới phải đeo huy chương. Còn thiếu có đánh giặc ngày nào không? Hả? Sao cái chú được kêu là bà thiếu tá vậy? Bởi vậy không tiếc sao được, phải không? Và cho nên người chồng lại là lo cho các con qua đến đây, rồi chú lại đi ở tù, rồi chú lại, cô lại hưởng theo cái diện là ở tù của cổ đó, thành ra chú khóc ngày đêm. Nhưng mà chú đường có mất không quý vị? Mất là cái thân xác đây thôi, dừng đặt lên bàn cân. Có những ông bạn chú đường kể với thầy, con đi trên sân riết vì cộng nó canh nó bắn con, lúc đó con ở đó ở trên dùng bùa đâm bùa đốt gì đó, mà nó bắn sao con đi chậm, nó bắn chết cái thằng kia mà không chết đâu. Thật ra những người bạn chú đường đâu có được chết tại Hoa Kỳ, đâu có được chết bên cầu kinh, đâu có được chết bây giờ con chết banh xác, có không? Thì như vậy ông có phước quá rồi. Bây giờ cái phần đó bây giờ là nãy chuẩn bị sinh rễ cốt, là ông cho rễ cốt 3 năm sinh keo rồi, thì 8 tháng 10 con trai ông bay về để mà rễ cốt. Bây giờ chú đường chú chỉ mất là mất cái thân tứ đại thôi. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi cái xe cũ con Liễu Chánh đó, nó có cái xe cũ, nó đem cho thầy cái xe cũ, nó có buồn không? Thì giống như nó đưa hũ cốt cho thầy thôi. Dạ
Cho con hiểu nó liệu chắc nó mua xe gì quý vị? Xe mới. Thì nó cười không quý vị? Nó cười. Mà muốn làm sao nó có xe mới? Tức là con liệu chắc này thứ nhất là không có chịu lấy chồng, mới dành tiền mua xe mới. Chứ nếu mà nó ngu đi lấy chồng thì giờ này đâu có mua xe mới được, phải mua rượu cho chồng nhậu. Hả? À, thì như vậy nó rõ như ban ngày chứ có cái gì đâu. Hả? À, mà con liễu chánh này tại sao mà nó không có chồng? Tại vì ngày đầu tiên khi mà nó quy y thầy đó, nó quy y thầy ở trên cái tâm hội đồng, quý vị biết kỳ trung trung nhớ kỳ đó Minh Quang, còn mình mướn cái chỗ dưới mà siêu tổ đó, cái mình mở cái lễ vu lan, cái nó vô nó thầy nhờ thầy sơ căn sơ kiếp con coi coi con có chồng không, tụi nó mày sẽ có chồng nhưng mà mày có chồng á là nó lấy hết của mình. Cái mình nó quảng hồn, nó không dám lấy chồng. Nó nghe lời thầy vợ 13 năm nay quá đá rồi, bốn mấy rồi. Không, đó là cứu nó đó. Chứ nếu mà giờ này nó bây giờ thấy rõ không? Thành ra bây giờ cái xe nó, thứ nhất đó là cái xe nó đó bây giờ đó là đã 20 năm rồi. Nhưng mà bây giờ lít qua tờ bom nè, Đức Thai Minh Bell nè, bốn cái thắng thư nè, cái máy chạy này vừa kiện muốn tắt hay đầu tắt à? Phải không? Có phải quý vị giờ muốn bệnh không? Muốn lên cao máu tiểu đường đủ thứ, cái xe quý vị nó bệnh rồi không? Hả? À? Phải không? Cô Dự Thọ, con xe cô giờ muốn hư rồi mà sợ chết. Thì nó đem nó cho thầy, thay bây giờ kêu người ta thô phải tốn tiền khó không quý vị? Bây giờ vô nghĩa địa sẽ hơi khó không? Thì vô chùa thì bây giờ đây cũng có nghĩa địa nè, thấy không? Đốt vô cái thì đem đốt ra là tôi coi cái nào xài được cái tôi sửa, tôi bán lại, tôi lấy thì tôi rebuild lại, phải không? Phải không? Tôi kêu tâm nó rồi cái dự định bỏ đồ mua vô sửa rồi tôi lấy tôi chạy lại thôi, còn nói đi xe mới có gì đâu buồn. Nhớ nha, chết là bỏ cái xe cũ, giống như là hiên ngang như con liễu chánh vậy đó, bỏ cái xe cũ cho xe cũ mà còn vui nữa, thấy không? Mua xe mới đi về còn khen cái xe con chạy ngon lắm. Không, cái gì thấy rõ là khi hiểu đạo rồi đó, không có cái gì để đau khổ hết nhé. Chỉ sợ nhất á là mình giống như ba của tiên là ai đây, mình có được đứa con nào giống như tiên không? Quý vị hiểu đạo giỏi nhưng mà quý vị có biết có những cái nghiệp đời quá khứ quý vị gieo cái gì không? Hả? Từ đó quý vị phải cẩn thận. Ở trong này bây giờ quý vị thấy nè, cô Nga với chú Nga nè là coi như là hai vợ chồng hạnh phúc đó, nhưng mà ngày nào chú ngồi đó vậy, bây giờ bà nội Dũng đánh mỏ được rồi, nhưng bữa nào ông đánh ông té xỉu xuống, cái ngày hôm sau chở vô ngồi chỗ này cô Nga cũng lo được, nhưng mà ông Nga nó thấy vậy đó, khi mà ông bị liệt rồi nó nặng lắm cô ơi, cô Nga khi không nổi đâu. Bà dự định nó thấy không, bà chỉ là xìu xìu thôi mà bà cái việc xỉu cái là cô thấy bà còn 50% mà cô đã khi không nổi rồi. Cho nên thấy ba con tiên không, ba con chỉ có 80 bao hay gì không, nhưng mà rất là nặng khi mà mình không có cái sự mà còn trô của cái thần thức á, người chết nặng lắm quý vị ơi. Cho nên cô Nga có lo hoài lo cũng không có được, phải không quý vị? Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đó. Đối với thầy đó là tóm lại tôi sẽ nói thêm một chút xíu nữa nha, về cái câu hỏi bây giờ quý vị tin chưa, biết lấy cái phẩm này nè, phẩm này sẽ giải thích tương với kim cang, tại cái phẩm này là cao với kim cang, còn đầu kia nó là Đức Phật phiên mình tu mang theo nghĩa đủ thứ chuyện hết. À, bây giờ mình làm cái chùa mà không có ông Phật làm sao tu, phải không? Không có kinh sao tụng, rồi từ từ tụng kinh tụng Phật, cuối cùng thì đưa quý vị tới cái chỗ là tối cực giảng sanh. Cái chỗ này lại nữa, a nan trong cõi Phật đó thảy đều không có ánh lửa bóng tối, mặt trời mặt trăng tinh túi chiếu diệu, hiện tượng ngày đêm cũng không có tên tháng năm kiếp số, không có chấp trụ vào các nhà cửa, đối các nơi không có hình thức, không có danh tự, không có thủ xã, chỉ có một niềm an vui tối cực, có phải là trung tâm không? Thì bây giờ lấy cái chùa nè, khi mà đầu tiên quý vị vô thì là đội hùng nhau cho con mua chùa đi con, lập làng Di Đà đi con, sau khi tu thời gian rồi thầy nói tại sao cái chùa này là không cất nữa, thì nó nghe này, tất cả đệ tử của chùa Tầm Nguyên ở trong cái chùa Tầm Nguyên được tính là nghèo nhất ở Seattle, ở trong chùa này không có hào quang đẹp, không có đèn lit, không có mặt trời mặt trăng, cũng không có tháng năm kiếp số, lại không chấp trụ vào chùa cao cổ rộng, đối tất cả những nơi là chùa này không có chấp vào hình thức, không có danh hiệu, không có giữ mà cũng không có bỏ, không có phân biệt nhà giàu, cũng không có phân biệt nhà nghèo, chỉ có vô đây, chỉ có nụ cười, chỉ có khoái lạc, chỉ có thanh tịnh, đây là cực lạc của chùa Tầm Nguyên. Không? Quý vị nhìn thấy rõ, có những ngôi chùa lớn thì lớn, Phật thì to, nhưng mà chùa đó ông thầy dù thì méo xẹo đâu có cười tươi như sư phụ đâu. Đâu có đãi ăn ngon như đây đãi không? Nhưng mà cái gì nó có cái luật hết. Quý vị đi với tôi với thầy á, được ăn sướng thì sao quý vị?
các chùa khác á, cái gì cũng bán hết, thành quý vị không dám ăn. Đến người nào đi vô tu 120 bao về còn có 101, quý vị khỏi có bệnh. Còn đi tu sư phụ đó, vì thầy không có nợ, thầy bao nhiêu dồn vô nhà bếp, tu đi tu có 101 về 150. Tự nhiên đường hồi đó dưới 100, giờ đi tu xong lên 150. Biết á, hồi đó là có 120 trên 8 dụng, về 108 trên 120. Hiểu không? Tu rồi phải đi lên. Thấy không? Hiểu đạo rồi quý vị sẽ thấy rất là thoải mái nha. Bữa nay là tôi clear được cái đó rõ ràng bằng kinh điển. Người ta dùng kinh điển để người ta phỉ báng, tôi dùng kinh điển để tôi đối chọi lại. Không có các bài giảng, không có các lời giảng, không có các băng dĩa, không có kinh sách, thì làm gì? Này các đồ đệ của ta, những lời giáo huấn ta giảng các con đừng bao giờ quên, đừng bao giờ để cho mai một, mà phải trùng tụng, phải tuyên giáo, phải đem ra nghiên cứu và thực hành cho đại chúng. Trời ông đọc lòng trên, ông không coi cái lòng dưới. Cũng như con xin cư sĩ tộc ông danh con là gì? Thiện Phước. Ngày hôm qua đó là con vừa nó nói anh, nếu mà anh cạo đầu thì anh em sẽ thương anh, nhưng mà không không cạo cũng thương. Mới nghe được câu cạo đầu cái đuôi cạo rồi, nhưng mà cuối cùng nó không cạo cũng thương. Không cạo là sáng mà. Thật ra đó quý vị làm ơn đi, đừng có gì những cái chuyện nhỏ nhoi. Quý vị thấy con cái đó hả, mà chúng ta lấy cái lòng từ bi mà đối xử đi những người này đó, quý vị thấy không? Tại sao cái người này không theo người này mà cứ chạy theo người này? Là người đó phải có từng nhiều đời làm vợ làm chồng chắc chắn. Ngày hôm qua ở dưới cách đây 3 ngày, dưới mỗi một độ tháng là các ở trong cái làng của tôi có cái kiểu là tăng ni lên đó để xin người ta chỉ lỗi. Cứ 2 tuần lễ vào cái ngày 14 sám hối, ngày 15 là xin. Ở trong 2 tuần qua tôi là đến Đức Thế Thầy Quán, tôi có làm gì sơ sức tôi không thấy được cái lỗi, tôi nhờ chứng minh tôi là sư cô Hồng Đức xin chỉ lỗi. Thì khi đó có những người họ chỉ lỗi thì cái người kia họ chối, họ nói là tôi không có lỗi, sao chỉ? Tôi mới nói sư phụ là bên đây thì sư phụ bắt cái phone sư phụ đứng xử. Sư phụ nói con có lỗi, người ta nói đúng rồi, nó thầy nói gì con không phục. Tại sao vậy? Thứ nhất là con không thấy được cái lỗi của con xin đại chúng chứ không phải là người ta đi thị phi. Đó là con yêu cầu người ta chỉ lỗi, cái mặt con dính lò nhẹ con không thấy. Rồi cái thứ hai, nó nói bây giờ con thầy nói gì con đồng ý, nhưng mà mặt con không có dính đời này, con không có làm cái lỗi đó mà người ta nói lỗi đó, cho nói con cũng có lỗi. Tại sao bao nhiêu người nó không chỉ mà bây giờ nó chỉ con? Như vậy con có muốn giải quan gia thế chủ nó giờ muốn, thì bây giờ rõ ràng đời trước con cũng chỉ quan người ta, thành ra bây giờ người ta chỉ lại, con có muốn chỉ lại nó không? Con cũng có lỗi là lỗi du quan người ta, thì bây giờ người ta du quan lại nhận lỗi đi. Nó nói dạ vậy tốt. Hiểu chưa quý vị? Thành ra khi chúng ta hiểu rồi đó, là chúng ta cái gì nó cũng có nhân và quả hết, chúng ta được cái tạo thêm quan gia trái chủ nữa. Nhớ kỹ nha, ngày qua cô Dương Thanh cô hỏi tại sao con nghe nó tụng kinh Lăng Nghiêm mới chị được người này yêu người kia yêu, mà con có chồng mà tụng xong rồi ông chồng con cứ gây gỗ muốn bỏ con không? Tôi nói phải nghe cho rõ, tôi nói trang trước cùng với trang sau. Trang trước trong này những đứa nào độc thân như là Diệu Hoàng, như là con, như là Thiện Phước, những người chưa có vợ có chồng mà tụng kinh á, thì tự nhiên có người yêu, như bác sĩ Nò tụng thôn là có người yêu, có người tiền nó được cái nghiệp ái kéo lại. Mà những người mà đã thuộc chú Lăng Nghiêm rồi đó, như cô Nguyễn Khanh tôi thuộc mà đã có chồng á, thì tại sao thì cô phải bị ông chồng cái nghiệp lực cô mạnh lên, vì cô đã có tình yêu rồi thì không thể nào có con ma nào mà nó vô, chứ hơn nữa là cô khó quá trả con ma rồi giống như cô nữa. Thành ra ba Dương nó đâu có dám suối, đâu dám suối ai, thành ra nó suối cho ông chồng quậy cô để cho bỏ cô để cô đi tu. Hiểu chưa? Người nào còn độc thân tụng cái thuộc Lăng Nghiêm thì sẽ có nhiều người thương. Người nào có vợ có chồng mà thuộc Lăng Nghiêm thì tự động nó suối để cho bỏ. Đó là kêu là 52 ngủ ấm mà. Bởi vì nghe pháp đại thừa nghe đã không? Bữa nay là 1 giờ lượng đạo của lần thứ 3, tôi xin hồi hướng cho cụ bà Quan Thị Ba. Ngày hôm qua cụ được một cái bài giảng ở trong nhà dưỡng lão ở Oregon. Bữa nay tôi hồi hướng cho cụ bà Quan Thị Ba. Kế đó là tôi hồi hướng cho bà Phan Thị Dĩ, từng thất 100 ngày. Kế đó là thầy hồi hướng cho bà nội của
của Huệ Ngọc và đổi tên gì? Bùi Tú Lan. Tôi hồi hướng cho ba cái hương linh đó, ngày nào cái băng giảng này còn nằm ở trên cái trang web của hệ thống chùa Tầm Nguyên thì ngày đó các người này sẽ được ân triềm công đức. Thấy không? Yeah. Từ sau nếu không có người nào chết thì vẫn còn giảng tiếp qua phần thứ tư. Tại sao vậy? Tại sao? Một tiếng bây giờ cô biết giờ một giờ mấy, tôi nói một tiếng chứ lúc nào cũng tiếng mấy, cô thấy không? Một tiếng. Kệ nó con, kệ tự nhiên nữa đây. Rồi, bây giờ chúng ta hồi hướng. Nha, nha. Nguyện đem công đức này hướng